Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, từ tối và đêm nay trường gió Đông Bắc giảm còn mức cấp 5, sóng biển giảm xuống dưới 2,5 mét. Sang đến ngày 6 đến 7 tháng 10, trường gió Đông Bắc giảm tiếp xuống cấp 4 đến cấp 5 và chấm dứt hoàn toàn tình trạng biển động. Còn với khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa của Biển Đông, nên khu vực phía Nam bao gồm huyện đảo Trường Sa sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa rào và dông, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng tố lốc và gió giật mạnh. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, từ nay đến đầu tuần tới đều là những ngày thời tiết tốt, với trường gió Đông Bắc duy trì nhưng cường độ trung bình và yếu, biển lặng và không còn những cơn mưa dông, nên tầm nhìn xa tăng lại lên mức trên 10 km. Các hoạt động ra khơi bám biển, khai thác ngư trường hoặc đi lại trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ đều diễn ra thuận lợi. Tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, gió Đông Bắc cũng chỉ ở mức cấp 4 nên sóng biển không cao, thấp dưới 2 mét, biển lặng. Một yếu tố quan trọng nữa đó là mưa dông giảm nhanh nên các hoạt động lưu thông diễn ra bình thường. Sự trở lại của rãnh xích đạo cũng làm cho mưa dông tái xuất hiện trên khu vực biển phía Tây của Nam Bộ. Mưa dông không xảy ra ngày mà tập trung nhiều về chiều và tối, nên khoảng thời gian từ sáng đến chiều sẽ là lúc khu vực biển Tây Nam Bộ và tuyến hải trình từ Rạch Giá ra khu vực huyện đảo Phú Quốc có được tình trạng thời tiết tốt. Các hoạt động của tàu thuyền diễn ra thuận lợi. Đến đây, bản tin thời tiết biển ngày 4 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!